Chiều 28 tháng 10 năm 2021, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Thới Lai tại thành phố Cần Thơ đã kết thúc xét xử, tuyên án đối với bị cáo Trương Châu Hữu Danh, 39 tuổi, và 4 đồng phạm thuộc nhóm Báo Sạch với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Các đồng phạm của Danh gồm Nguyễn Phước Trung Bảo, 39 tuổi, Đoàn Kiên Giang, 36 tuổi, Nguyễn Thanh Nhã, 41 tuổi và Lê Thế Thắng, 39 tuổi. Xử phạt bị cáo Trương Châu Hữu Danh 4 năm 6 tháng tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 17 tháng 12 năm 2020. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phước Trung Bảo 2 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 20 tháng 4 năm 2021. Xử phạt bị cáo Đoàn Kiên Giang 3 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 20 tháng 4 năm 2021. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nhã 2 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 20 tháng 4 năm 2021. Xử phạt bị cáo Lê Thế Thắng 3 năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án. Theo cáo trạng, tháng 3 năm 2020, Danh đến gặp Nguyễn Hoàng Trung Kiên và một số người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu đô thị mới Thới Lai ở Cần Thơ. Tại đây, Danh xưng là nhà báo, đến thu thập thông tin viết bài để bảo vệ quyền lợi của người dân. Lợi dụng thời điểm một số người dân đang bức xúc do bị ảnh hưởng bởi dự án, Danh đã viết 32 bài viết và thực hiện 29 video clip đăng công khai trên trang Facebook Trương Châu Hữu Danh và fanpage Trương Châu Hữu Danh. Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng thành phố Cần Thơ, các bài viết và video clip có nhiều bài viết quy chụp, suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan, tổ chức chính trị xã hội các cấp, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Danh còn viết và đăng trên trang Facebook cá nhân Trương Châu Hữu Danh 49 bài khác có liên quan đến các tổ chức cá nhân ở nhiều địa phương trên cả nước. Cơ quan điều tra cũng thu thập được 5 bài qua đơn tố giác của cá nhân. Cũng theo cáo trạng, ngoài việc sử dụng Facebook cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm, vào khoảng tháng 8 năm 2019, các bị can cùng nhau lập fanpage Báo Sạch, group Làm Báo Sạch và kênh YouTube BS Channel. Mục đích là để viết, đăng tải các bài viết, video clip về các chủ đề nóng được dư luận quan tâm lên mạng xã hội. Trong đó, Bảo là người trực tiếp khởi tạo fanpage Báo Chí Sạch trên Facebook. Sau đó, khoảng một tháng, các thành viên góp ý, trang được đổi tên thành Báo Sạch và có các bài viết đầu tiên về công ty Asanzo. Trong 5 thành viên, Bảo và Danh giữ vai trò quản trị viên. Nhã, Giang và Thắng giữ vai trò biên tập viên. Tổng số bài được viết và đăng trên Báo Sạch và Làm Báo Sạch là 47 bài. Cáo trạng cho rằng các bị cáo đã lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để viết, đăng bài, video clip, sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật, tiêu cực, một chiều để đăng tải, phát tán lên Facebook, YouTube, gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, tính từ ngày nhóm Báo Sạch đăng bài đầu tiên vào tháng 9 năm 2019 cho đến tháng 12 năm 2020 khi Trương Châu Hữu Danh bị bắt, các thành viên nhóm này đã thu lợi ích về kinh tế từ các doanh nghiệp với tổng số tiền khoảng 2,83 tỷ đồng. Số tiền này đã được các bị cáo chia nhau. Tuy nhiên, vì thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra mới chỉ làm việc được với 2 trên 8 doanh nghiệp cá nhân liên quan. Những doanh nghiệp cá nhân còn lại sẽ tiếp tục được xác minh làm rõ. Nếu có dấu hiệu của tội phạm, sẽ tiến hành khởi tố, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.